Quận ủy Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 5 năm qua, việc học tập quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 05 và chuyên đề hàng năm đã được Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản gắn với các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn quận. Đội ngũ cán bộ đảng viên có nhiều sự thay đổi, chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao và công tác phục vụ nhân dân, đã có nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình có sức lan tỏa trong cộng đồng. Tại hội nghị, Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, biểu dương khen thưởng 11 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.